Hãy xem tài pha sinh tố của mình đây. Chỉ dùng một tay. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MeTV. Ok, hôm nay lại là một vlog nữa của MeTV. Và vlog này hơi đặc biệt một tí vì nó có hơi liên quan đến một cái việc gọi là hơi tế nhị một xíu của con gái chúng mình. Đó là ngày bị hành dâu. Ok, thì mỗi ngày bị hành dâu của mình á, luôn phải thức dậy với cái việc đau bụng khủng khiếp và uể oải cực kỳ, không có muốn làm gì hết trơn. Tuy nhiên thì không làm thì ăn đó, nên là vẫn phải dậy làm việc thôi. Ok, thì ngày hôm nay mình bị đánh thức bởi một cuộc gọi của bên giao hàng. Mình phải tỉnh dậy mau mau để xuống lấy hàng thôi. Gói hàng hôm nay mình nhận được là Lazada. Ok, các bạn luôn biết là mình là thánh mua hàng trên mạng mà đúng không? Tuần nào không mua hàng trên mạng nhìn không được. Tuần này thì mình có mua một cái máy kẹp tóc này và một cái máy xay sinh tố mà nó dạng ly á, mình có thể cầm đi đâu cũng được. Thì cái dạng này hồi xưa mình có mua một cái rồi nhưng mà nó không có bền lắm và máy cắt của nó ở bên trong á, nó cũng không có xịn. Còn một cái máy kẹp tóc á, thì là mình mua một cái dạng máy nhỏ. Cái này mình mua thêm tại vì hồi xưa mình có mua một cái máy dạng kẹp nguyên đầu rồi, cũng của cái hiệu này luôn, CKE, mình đọc đúng nhỉ. Thì cả cái máy ép tóc này với lại cái máy ép nước cũng là cùng một hiệu luôn. Cái hiệu này mình xài cái máy ép tóc trước đây rồi, thấy cũng ok nên là mình tiện thể đặt thêm cái máy ép tóc nhỏ này. Mua cái máy ép tóc nhỏ này nè để dễ tiện mang đi du lịch, với lại á là mình hay cắt máy ngang, máy ngắn nên là cần có cái máy nhỏ này. Chứ cái máy to thì mình không có kẹp được mấy cái cọng tóc ngắn quá trên máy của mình á, hơi bất tiện tí. Ok, thì bây giờ mới chính thức là bắt đầu một ngày mới nè mọi người. Thì bắt đầu ngày mới của một cô gái hành dâu đó chính là thay dâu. Ok, thì loại băng vệ sinh mình đang xài, cho bạn nào thắc mắc, thì mình xài loại băng Elite Extra Slim của hình như là của Thái với Nhật á. Nó là chất lượng của Nhật và mình mua ở những cái cửa hàng mà siêu thị Nhật Bản đồng giá. Mình rất là hay đi siêu thị ở những cái dạng siêu thị Nhật Bản như vậy. Và với lại mình á, là một dạng, mình không biết mọi người sao chứ mình rất là thích dạng băng vệ sinh mà dạng bông á. Rồi thì bắt đầu sức kem chống nắng và trang điểm để làm việc thôi. Hôm nay lịch của mình á, là quay vlog thôi nên là mình quyết định trang điểm để quay thêm TikTok. Dạo này mình bỏ bê TikTok quá tại vì da mặt của mình tuần trước á, nó hư hết, không dám quay lên sợ xấu. Các bạn cũng biết mà, công việc quay TikTok cũng rất là dễ tại vì ai cũng có thể làm được hết. Mình chỉ có thể set đèn lên cho nó đẹp đẹp một xíu rồi lên mạng coi là trend đang là cái clip nào thì mình làm theo thôi. Wipe it down, wipe. Thì tới chiều mình sẽ bắt đầu xay sinh tố để uống. Dạo này mình đang giảm cân. Hình thường mỗi ngày mình chỉ ăn một bữa thôi. Ăn nhẹ thì mình sẽ ăn thêm trái cây hoặc là uống sinh tố, hoặc là xào một cái đĩa rau, cái đĩa nấm gì đấy ăn nhẹ. Thì sẵn dịp hôm nay mình mới mua cái máy xay sinh tố, cái ly đúng không? Cái ly xay sinh tố. Cái này gọi là máy thì nó cũng không có đến độ mà cồng kềnh như máy. Cái dạng ly ấy, có thể cầm đi bất cứ đâu được nên là mình thấy khá là tiện. Cái loại này thì mình đã nói như các bạn biết là mình đã xài rồi nên là cũng không có quá là xa lạ. Nhưng mà cái loại mới này mình mua thì mình thấy là nó chất chắc chắn hơn được cái máy cũ, bởi vì nó có những cái giống như là đèn này, rồi hả, đèn báo ấy, kiểu mình đóng nắp lại thì nó sẽ báo đèn xanh, đèn đỏ là cho biết là đóng nắp chưa, đóng nắp kính chưa, hay là chưa thể khởi động được các thứ. Dù là mình mới nhận đồ, là đồ mới toanh luôn, nhưng mà cũng phải rửa sạch để bay đi cái lớp nhựa mới, sử dụng cho nó an toàn chút, chống thấm nước hay gì ấy. Nói chung là nó không có phải là cắm vô, cái lỗ cắm vô, nên là lúc mà rửa ly cũng không có sợ lắm. Cái ly của nó thì kiểu thủy tinh hay gì ấy, nhưng mà chắc lắm nha. Rồi có cái quai móc để có thể cầm đi nữa. Hôm nay mình sẽ uống sinh tố dứa, táo và cà rốt. Nói chung là trong tủ lạnh có cái gì làm cái đó. Mình thích uống dứa lắm. Có nhiều người nói là ngày đổ dâu á, ngày bị á, thì không nên uống gọi là trái cây, uống nước trái cây rồi các thứ, nó sẽ ra rất là nhiều. Nhưng đối với mình, một đứa hay bị đau bụng như mình thì rất cần uống luôn. Bởi vì á, nó không ra, nó tắc vô thì nó rất là đau bụng, nó không có lưu thông được. Với lại mình cũng có lên mạng search rồi, thì sinh tố như dứa, táo rồi các thứ á,
nước ép cũng được nữa, là rất cần thiết, rất tốt cho những bạn đang tới ngày bị luôn. Hay da, bấm hoài mà nó không có chạy, có lẽ là mình đổ cho nhiều trái cây quá, cho nhiều nước quá hay sao á. À, sau khi mình mở bảng hướng dẫn ra thì mình phát hiện là phải nhấn đúp 2 lần nó mới khởi động. Nhấn đúp 2 lần rồi thì nó chuyển đèn qua màu đỏ. Chắc là hết pin để đi sạc pin cái nào. Hay da, phải ngồi chờ sạc pin thôi. Sạc pin xong rồi thì bây giờ mình sẽ thử, lại không được nữa. Chắc là do mình để nhiều trái cây quá nó bị nghẹt thì phải. Mình múc khoảng 3 miếng táo ra thôi để cho nó không có quá đầy cái ly á. Thì bây giờ đã chạy được rồi nè. Máy chạy rồi. Yay! Để xem tài pha sinh tố của mình đây. Chỉ dùng một tay. Ok, thì mình đã có ly sinh tố tuyệt vời. Để xem cái vị nó như thế nào. Ngon nha, ngon. Các bạn có thể thử tại nhà theo công thức của đầu bếp Mel TV. Ok, uống sinh tố vừa đẹp da, vừa thoải mái, kiểu nhẹ bụng trong cái ngày dâu, vừa kiểu nạp rất là nhiều vitamin vô, nói chung là tốt, còn không bị mập nữa. Da mình không có xay chung với đường với lại đá gì đâu nha, để nguyên luôn á. Rồi, thì bây giờ đến tối mình có lịch tập với PT. Chắc hẳn các bạn cũng khá là thắc mắc, cũng khá là tò mò về buổi PT của mình đúng không? Thì mình tập gym ở phòng tập California trên Vivo quận 7. Đây là member card của mình, phải có card này thì mới được vô bên trong tập á. Ok, tới bàn lễ tân rồi mình phải off máy nha. Tại vì quay người ta nhiều quá thì bất lịch sự. Thì ở California nó có cái phòng thay đồ chung của nữ. Thì trong này có mấy cái tủ để chúng ta để đồ á. Các bạn phải chuẩn bị một cái ổ khóa mà dạng to nha. Cái khóa nó to chứ khóa nhỏ người ta bảo vệ người ta sẽ nhắc nhở và không cho xài. Mình phải xài cái ổ khóa cỡ này nè. Vật liệu cá nhân thì mình bỏ vào trong, còn những gì mình mang ra ngoài gồm điện thoại nè, đấy, vật quý giá. Tiền thì mình đi tập không bao giờ mang nhiều hết nên mình cũng không cầm theo. Một cái khăn để lau mồ hôi lúc tập. Rồi một chai nước. Bình thường mình có bình nước riêng nhưng mà hôm nay mình để đâu mất tiêu rồi nên mình mua chai nước Apocari theo tập. Rồi vậy thôi. Rồi cầm theo chìa khóa đi ra ngoài. Còn đây là chị PT của mình. Chị PT này tính dâu, dễ thương không mọi người. Chị là giáo viên dạy yoga, xong bây giờ chị làm PT ở California. Bữa giờ mình tập cũng cỡ 10 đến 11 bữa rồi thì thấy khá ổn. Nói chung á, là chị tập cho mình á, đa số là những cái bài gọi là bài tập squat rồi plank các thứ khá là ok. Hồi xưa á, mình có tập thử với PT nam thì đa số PT nam cho mình tập máy không à, tập cơ á, mà kiểu như là nó khó chịu lắm. Kiểu mình tập máy không mình không có vui. Thì tập với chị này thì chị tập chung với mình luôn. Mỗi lần tập mà mệt mệt chị tập chung với mình luôn. Chị tập cho mình nhiều bài lắm. Mấy ngày đầu là mình tập ngực nè, tập vai, tập tay, tập bụng, tập chân. Sau mấy bữa nay thì mình nói với chị là chị hình như sắp tới ngày em bị rồi đó, nên là chị bớt cho mình việc tập bụng. Tại vì chị cũng là con gái nên chị hiểu nhiều lắm, nên là cũng dễ cho cái việc sinh sỏ mấy cái ngày bị nè. Thì mình cũng hay mè nheo cho chị. Mỗi ngày mà tập mệt á, mình đều kêu chị ơi mệt với mệt quá. Rồi xong cái chị kêu là ngày mai tập nặng hơn á nha, hôm nay tập ít là ngày mai tập nặng hơn á nha. Đó, rồi ngày nào mình cũng làm vậy. Và mình còn hay cho chị leo cây nữa. Nên là đội ơn chị lắm luôn. Thì bài tập hôm nay á là sẽ dồn vào mông đùi. Tại vì như hồi nãy mình nói á, là chị có nói đang gần bị với là lúc bị á, không có tập nặng ở bụng, chỉ tập sơ sơ thôi. Nên là mình cũng đỡ lo. Và việc tập gym vào những ngày dâu này cũng khá là cần thiết đó nha mọi người. Chúng ta chỉ cần không tập quá sức thôi, tập nhẹ nhẹ, tập cho có thể ra mồ hôi rồi kiểu khỏe khoắn người là được. Chứ đừng có kiểu không tập á, thì nó sẽ làm cho bản thân mình ù lì hơn và kiểu nhức mỏi nhiều hơn thôi. Mình tập xong cũng thấy đỡ đau bụng, đỡ mệt hơn nhiều á, thật sự luôn. Hôm nay mình đi tập mình bận nguyên một bộ màu đen, bởi vì mình đang bị mà không dám bận đồ trắng, chứ đồ tập gym trắng của mình nhiều lắm. Thì bộ đồ của mình là gồm chiếc quần dài Adidas chính hãng luôn và một cái áo camel mình mua ở đâu cái clip nào tuần trước á, các bạn có thể xem, hình như là cái clip PT của tuần trước luôn á. Rồi mang một đôi giày Adidas nữa,
đôi này của Blackpink đó. Nếu bạn nào fan Blackpink chắc chắn sẽ nhận ra đôi này. Ok, để mặc nguyên bộ đồ đen, tôn cái đầu đỏ, đi đường ai cũng dòm hết. Mình tập á, thì đa số mình rất là hay ngáp. Mỗi lần ngáp á, là có nghĩa là xuống thể lực. Thì mỗi lần đó chị PT sẽ cho Kim kiếm những cái bài mà lấy lại thể lực cho mình, như giãn cơ cho mình các thứ. Nên là mỗi lần mình ngáp mình hay né né lắm. Tại vì mỗi lần ngáp xong mà chị thấy là chị bắt tập một mấy cái bài mà tăng thể lực á. Mình có nói với chị á, là nhịp tim của mình khá là bất ổn, tức là cách thở của mình không đúng. Thì ngày đầu chị cũng mới chỉ cho mình cách thở đúng và kiểu cho mình tập những bài tập đi từ nhẹ tới nặng á, để cho không có bị sốc nhịp tim á. Mình chứ mình tập với BT Nam hồi xưa mình hay bị xỉu lên xỉu xuống, rồi bị ói lắm. Tại vì người ta không hỏi mình trước á, xong rồi mình cũng không nói, cái hay bị sốc kiểu mà thở không nổi, xong rồi tim đập mạnh á. Trời ơi, lúc đó mệt lắm kìa, tập mà kiểu khổ cực lắm. Giờ á thì dù vẫn mệt đó, vẫn hay than đó, nhưng mà tập vẫn vui. Rồi chị BT á thì chỉ còn kiểu chỉ cho mình những cái mà mình đang mắc phải, giống như là bị võng lưng này, rồi kiểu đi sai dáng như thế nào chị cũng chỉnh lại cho mình. Mà kiểu giữa con gái với con gái chỉnh dáng cho nhau á, không có ngại gì hết. Còn trai đụng vô người á, sợ nó kinh tén bãi luôn. Nên là hả, nói chung là mình thấy tập với BT nữ vẫn là ổn phết. Thì hôm nay do là mình bị nên là chỉ tập nhẹ nhẹ như thế này thôi. Nói nhẹ thì là chỉ nói nhẹ vậy thôi, chứ tôi không thấy mệt hết chết đi được, muốn xỉu luôn. Rồi thì kết thúc một ngày hôm nay là như vậy. Đối với mình thì lần đổi dầu này á tiến bộ hơn rất nhiều những lần đổi dầu khác rồi. Bình thường những lần đổi dầu khác mình sẽ nằm đứt đờ ôm bụng đau, xong rồi kiểu ở trong nhà chỉ có nằm thôi. Xong rồi sau hết ngày đó bị hết đau bụng rồi á, thì sẽ bắt đầu bị mỏi người, nhức người, đau đầu các thứ rất là khó chịu. Còn lần này á, mình kiểu rút kinh nghiệm healthy hơn một tí, rồi kiểu vận động nhiều thì nó lại đỡ hơn rất là nhiều luôn á mọi người. Tối về ngủ cực ngon luôn, mà còn không có bị nhức mỏi người nhiều nữa. Mình nghĩ là mình sẽ duy trì cái kiểu này để mai mốt đỡ bị dâu hành. Thì hết ngày rồi nên là cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nhớ bỏ qua hình ảnh chật vật của mình tại phòng gym nhé. Và các bạn nhớ like, share, subscribe cho MTV để mình có thêm động lực làm clip, cũng như là nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi mà MTV ra clip mới nha. Nếu các bạn muốn mình có cái clip mà kiểu sau 30 ngày tập PT thì cũng để lại bình luận đề nghị mình để mình biết mình làm hen. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Sayonara. Yeah.